do cái nhu cầu phát triển thì mở ra cái ngành gọi là ngành logistics và liên kết cung ứng. Tại logistics và liên kết cung ứng nó đi vào ba cái hướng. Thứ nhất là đi vào cái hạ tầng logistics, thứ hai đi vào cái kỹ thuật tức là thiết bị liên quan logistics, thứ ba đi vào cái quản lý logistics. Tại vì giữa cái ngành kỹ thuật và cái quản trị kinh doanh á, nó có hai cái ngành nó ở giữa, tức là quản lý công nghiệp và kỹ thuật công nghiệp. Thì kỹ thuật công nghiệp á, nó cần cái kỹ thuật hơn, tại nó đi vào các cái thiết bị, hệ thống sản xuất. Cái mảng một xíu là cái mảng làm sao phân phối các sản phẩm từ cái sản xuất mà đến người tiêu dùng. Do đó nó rất cần những cái kỹ sư mới ra trường về ngành này và tiếng Anh giỏi. Khi mà các em học cái ngành logistics của chúng ta hoặc là kỹ thuật công nghiệp thì các em học các kiến thức về cơ khí, các kiến thức về điện, thì khi ra trường các em có thể phân tích, đánh giá hoặc thiết kế, vận hành, cải tiến các hệ thống công nghiệp. Quản lý chuỗi cung ứng mình đã thiên về mặt kỹ thuật nhiều hơn, tức là nó gần với mặt kỹ thuật về thiết kế hệ thống cái chuỗi cung ứng. Thì để trả lời cái này mình phải hiểu được có hai cái khái niệm, đó là khái niệm chuỗi giá trị và khái niệm chuỗi cung ứng. Chuỗi giá trị có nghĩa là từ cái hộp bột gạo nó thành bánh mì tới tay người tiêu dùng, đó là cái chuỗi tạo ra giá trị cho cái người tiêu dùng. Còn chuỗi cung ứng là gì? Nối kết những cái ngành thành phần đó để làm sao mà nó đưa đến cái tay người tiêu dùng. Và như vậy cái vai trò chuỗi cung ứng làm sao mà chi phí thấp nhất, thời gian nhanh nhất để hiệu quả nhất. Thì bài toán thiết kế người ta làm sao để mà giải quyết lớn, mình dễ hiểu như vậy. Các bạn kỹ sư đó sẽ đóng vai trò thiết kế hệ thống, phân tích hệ thống để đưa những cái giải pháp rất là hiệu quả để mà thiết kế.